các quảng cáo răng xuống 16 chiếc chỉ có 6 triệu 8 thôi. Mà cái sao? Gì? Nani? Nani? Omae wa mou shindeiru. 6 triệu 8 à? Hơn 20 năm trong nghề, anh chưa từng làm cái bộ răng sứ nào có giá như vậy được. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhà. Vậy đâu lại yếu tố quyết định đến giá của một bộ răng sứ ạ? Mỗi một bộ răng sứ cần đảm bảo cả về yếu tố sức khỏe lẫn thẩm mỹ. Và chi phí cho một bộ răng sứ sẽ phụ thuộc vào 4 yếu tố quan trọng sau đây. Thứ nhất, uy tín là yếu tố quan trọng đầu tiên. Uy tín được xây dựng từ những khách hàng đã được sử dụng các cái dịch vụ tại nha khoa có phản ứng tích cực. Thứ hai, yếu tố về tay nghề và chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ. Bác sĩ có chuyên môn tốt và tay nghề cao sẽ đưa ra kế hoạch và tiến độ trình dùng phù hợp nhất cho bệnh nhân. Cái điều này đảm bảo nụ cười thẩm mỹ và khả năng ăn nhai tốt như răng thật. Bác sĩ giỏi cũng sẽ tính toán được cái tỷ lệ mài chuẩn và thiết kế thẩm mỹ tối ưu cho em nữa nhé. Và cái thứ ba là trang thiết bị và công nghệ hiện đại là yếu tố bổ trợ cho bác sĩ. Tại nha khoa Phương Nam, nơi anh làm việc, sử dụng máy scan răng để xác định cái kích thước, hình dạng và vị trí của răng cùng với công nghệ Digital Smile Design cho phép thiết kế nụ cười trên cái phần mềm máy tính. Cái điều này đảm bảo cái nụ cười chuẩn, cân đối, phù hợp hài hòa với khuôn mặt cá tính của bạn và hướng tạo nụ cười chuẩn cá nhân hóa. Cuối cùng, dòng sứ mà bạn lựa chọn ảnh hưởng quan trọng đến cái chi phí của một bộ răng sứ. Trên thị trường có nhiều loại dòng sứ với mức giá khác nhau. Dòng sứ xuất xứ từ Trung Quốc hoặc là không rõ nguồn gốc sản xuất thường có giá rẻ và chất lượng không đảm bảo. Chỉ sau từ 6 tháng đến 1 năm sử dụng, những cái dòng sứ kém chất lượng này sẽ bị ngấm nước bọt và xuống màu, xảy ra những cái tình trạng như là ê buốt này, bị viêm lợi này, môi miệng này, chảy máu cái chân răng. Và cái trường hợp nguy hiểm nhất đó là viêm lợi gây ra tiêu sưng phủ răng, từ đó răng của mình sẽ lung lay và dẫn đến hiện tượng mất răng sớm các bạn nhé. Tại nha khoa Phương Nam cam kết không sử dụng dòng sứ giá rẻ và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khách hàng của nha khoa Phương Nam được chính tay ký lên cái phôi sứ làm răng. Trong cái quá trình sản xuất, các phôi này sẽ được quay chụp lại chi tiết làm sao cho minh bạch và đảm bảo nhất cho khách hàng. Với sự kết hợp hài hòa giữa uy tín, tay nghề chuyên môn, trang thiết bị hiện đại và dòng sứ chất lượng, các bạn khi là khách hàng tại nha khoa Phương Nam sẽ nhận được một bộ răng sứ thẩm mỹ tốt nhất cho nụ cười và sức khỏe toàn diện của bản thân.